Đã 6 năm kể từ ngày Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, luôn được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng. Tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 35 trở thành một công việc, nhiệm vụ quan trọng, trong đó phải kể đến việc tổ chức các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, được tổ chức Đảng các cấp cũng như là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khắp các tỉnh thành trên cả nước đón nhận và tham gia nhiệt tình. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhiệm vụ hệ trọng của cả hệ thống chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân là yếu tố then chốt nhất. Thưa quý vị, luận bàn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch những năm gần đây thì có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, thế hệ nào. Từ cuộc sinh hoạt của cán bộ hưu trí cho đến buổi họp nhóm bạn trẻ đoàn viên thanh niên, trách nhiệm dường như chẳng của riêng anh, của riêng tôi theo đặc thù ngành nghề hay là tổ chức nào mà đến gần hơn với tất cả các công dân Việt Nam dù sinh sống nơi đâu. Vậy nên, ý kiến cho rằng việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ là hình thức tuyên truyền, hô hào, viết bài đăng tin ca ngợi Đảng hoàn toàn là chưa đúng đắn và chưa nhìn nhận một cách đầy đủ. Góc nhìn thẳng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước hôm nay sẽ phân tích cụ thể. Tuổi, ông Phan Văn Thư, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước vẫn tích cực tham gia các hoạt động hội. Bằng những việc làm cụ thể và cả những phần việc ngoài nhiệm vụ, ông luôn chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến với cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phan Văn Thư đã thực hiện chủ đề xây dựng, củng cố niềm tin, khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ Bình Phước. Nêu lên thực trạng cũng như một số giải pháp, ông Thư mong muốn giúp lớp trẻ toàn tỉnh giữ vững lòng tin, tự hào với định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Suy cho cùng là trách nhiệm của từng đảng viên, dù ở cương vị nào, đang công tác hay về hưu như bản thân chúng tôi thế thôi, là phải bảo vệ cái bản chất cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt với tôi thì tôi thì có một cái quan tâm, tức là đối với thế hệ trẻ, làm sao đó mà trước cái sự chống phá của các thế lực thù địch, một cái đối tượng thanh niên, thiếu niên là một trong những đối tượng mà các cái thế lực thù địch tập trung mũi nhọn vào đánh phá, làm mơ hồ, làm dao động, làm mất niềm tin của tuổi trẻ. Thì tôi cho rằng, tức là cái củng cố về niềm tin, về khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ là một cái việc làm góp phần vào cái việc đấu tranh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái các thế lực trong điều kiện hiện nay. Đang theo học năm cuối cấp của trường Trung học Phổ thông Phú Riền, em Lê Nhật Vi được biết đến là học sinh năng động với nhiều kết quả tốt trong học tập và công tác xã hội. Ngoài việc tích cực với các hoạt động kỹ năng tại trường, trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do huyện và nhà trường tổ chức, Nhật Vi cũng tham gia và đoạt giải ở cấp huyện. Đó trở thành niềm tự hào để em theo đuổi mục tiêu được đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai. Em tham gia cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì em cảm thấy đó là một công việc khá là tự hào và rất là hạnh phúc khi mà em được tham gia. Và em nghĩ là cái việc mà lan tỏa những cái thông điệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì nó rất là quan trọng đối với tất cả các bạn học sinh cũng như tất cả mọi người. Và em nghĩ thì nó công việc mà cái cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì sẽ không có giới hạn độ tuổi của các bạn và bất cứ ai cũng có thể làm được điều đó.
Thực tiễn đã minh chứng, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập cho đến nay thì vẫn luôn nhất quán quan điểm lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cốt lõi để tiến lên xã hội chủ nghĩa. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung vì sự ổn định phát triển vươn mình ra kỷ nguyên mới của đất nước Việt Nam. Đó cũng chính là lý do cán bộ đảng viên, toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực và trách nhiệm cao với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi là tham gia bảo vệ đó, thì đối với hội phụ nữ chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều. Riêng đối với ban chấp hành chúng tôi thì cũng triển khai trong ngay cả ban thường vụ ban chấp hành đều tham gia viết bài. Thì đối với phụ nữ thì chúng tôi cũng đã có nộp bài cho hội phụ nữ cấp trên, cũng như là nộp bài qua bên đảng ủy để phân công cái số lượng. Tuy là mình biết rằng là có thể là cái lý luận mình, lý luận của các chị em có thể là chưa cao, nhưng các chị cũng đã tham gia rất nhiệt tình, và biết đâu đó thì những cái bài viết đó thì sẽ có những cái ý hay trong cái bài đó để chúng ta vào tận dụng vào cái thực tế. Cuộc thi chính luận này có thể là với bất cứ ai, bất cứ độ tuổi nào và bất cứ tầng lớp nào cũng đều tham gia và bảo vệ nền tảng chính trị, tư tưởng đối với để xây dựng nền hệ thống chính trị của đất nước Việt Nam trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước lần thứ tư năm 2024 đã thu hút hơn 9.000 bài tham gia của đông đảo các thành phần trong toàn tỉnh. Đây là năm có số lượng bài thi lớn nhất từ trước tới nay, gấp 13 lần so với năm 2022 và gấp 3 lần năm 2023. Đây cũng là năm được ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao bởi sự triển khai tổ chức bài bản khoa học từ ban chỉ đạo 35 cấp ủy các cấp của các huyện, thị, thành phố. Có thể khẳng định là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ đảng viên và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân. Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, cảnh giác hơn và đã biết cách phân biệt và biết cách đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng và trên thực tế. Đặc biệt là đã đến và đã được rất nhiều bạn trẻ tham gia. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta cần sự vào cuộc của các bạn trẻ, nhất là đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, học sinh trên địa bàn để việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng hiệu quả hơn. Quả đúng là như vậy, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thì không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền tham gia các cuộc thi viết chính luận, báo chí, truyền hình, tin tức, mà nhiệm vụ này có thể thực hiện trong công việc đời sống sinh hoạt hàng ngày, thậm chí là trong chính bữa cơm của gia đình. Ông bà, cha mẹ có thể tiếp lửa cho con cháu bằng những câu chuyện hay, đời sống đẹp với tinh thần, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ không chỉ riêng ai, mà đó là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, dù làm việc, học tập trên lĩnh vực, ngành nghề nào, dù sinh sống, định cư ở bất cứ nơi đâu. Trong cái thời gian qua thì đối với địa phương thì cũng đã triển khai trước hết là tập trung vào cái công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên về những cái mục đích ý nghĩa của trong cái công tác xây dựng nền tảng của Đảng, và cụ thể cái triển khai thông qua các hình thức cuộc họp rồi các sinh hoạt ở khu dân cư, một số các nhiệm vụ mà gắn với việc thực hiện của địa phương, ví dụ triển khai các chương trình, các dự án, kế hoạch của Đảng ủy về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xóa đói giảm nghèo, rồi cái xây dựng chính trị, hệ thống chính trị của cơ sở. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì luôn luôn được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Và quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì Đảng ủy xã cũng đã tiếp thu và là tổ chức cái hội nghị để quán triệt triển khai các văn bản, đồng thời là trên cơ sở các cái nhóm Zalo rồi nhóm Facebook của Đảng ủy xã thì sẽ triển khai cho các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức tham gia để thi viết bài thi về các cái nội dung này, và đặc biệt các cái nội dung này được các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng cũng rất quan tâm và các đồng chí hưởng ứng rất tốt về vấn đề này. Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục Góc nhìn thẳng kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở kỳ phát sóng tiếp theo.